Rồi xin chào các bạn nhé. Thì trong cái video SS cơ bản phần 2 mình đã nói về quốc gia và ngôn ngữ hỗ trợ. Thì Việt Nam là ngôn ngữ không được hỗ trợ nên chúng ta cần phải pay IP để khai thuế và để lock PR để úp bài nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video SS cơ bản phần 3 dùng cái gì để pay IP sang các nước hỗ trợ. Thì các bạn muốn biết là nước nào hỗ trợ hay là nước nào không hỗ trợ và ngôn ngữ hỗ trợ thì các bạn vào cái video cũ để các bạn xem nhé. Đó thì có 3 giải pháp để pay IP phổ biến sang các nước hỗ trợ là sử dụng VPN, tức là SuccessNord VPN hoặc là Ethernet VPN hoặc là HMA gì đó, và cái thứ hai là sử dụng Rosy, và cái thứ ba là sử dụng VPS. Thì mình sẽ đi qua lần lượt ba cái khái niệm và ưu nhược điểm của ba cái phần này nhé. Thì đây là khái niệm về VPN. Thì cái khái niệm này là mình copy ở trên Google thôi, không phải là của mình. Thì tức là VPN tức là giống như bạn có một cái phần mềm để mình cài vào trong cái máy tính hoặc là trên điện thoại, hoặc là cài add-on vào trên cái trình duyệt để các bạn thấy cái IP sang bên cái bên đó sử dụng cái phần mềm đó để thấy IP. Thì mình hay sử dụng sọc sạc và nọt nha. Mình đã làm hai cái video về hai cái thằng này rồi, mình đã có video review rồi. Thì mình sẽ nói về ưu nhược điểm khi sử dụng VPN nha. Thì ưu điểm của nó là chi phí nó rất là rẻ so với những cái giải pháp còn lại. Tức là mình mua theo gọi một năm thì cũng khoảng 1 triệu mấy mà xài được, tức là xài bao nhiêu người xài cũng được, và vài máy bao nhiêu máy xài cũng được. Thì mình xài cái sụp sạc á với lại nọt luôn, mình có kết hợp cả hai luôn. Thì rồi với lại cái ưu điểm thứ hai là nó có pay tới được nhiều quốc gia khác nhau chứ. Tức là mỗi thằng nó có khoảng 5-60 quốc gia chẳng hạn. Thì ví dụ như bạn mua VPN nước này không được thì các bạn mua VPN nước khác được nhé. Thì tại vì nó hỗ trợ nhiều nước nên mình có thể tiện sử dụng hơn. Và cái thứ ba là cái thứ ba là dễ sử dụng. Đó, thì các bạn chỉ cần cài giống như một phần mềm bình thường thôi. Các bạn cài cài về máy tính xong, hoặc là cài trên trình duyệt xong, là các bạn login tài khoản vô. Rồi các bạn muốn kết nối vào tài khoản nước nào thì các bạn kết nối vào nước đó thôi nhé. Đó, và cái thứ tư là tốc độ upload khá nhanh cho những VPN trả phí. Thì mình làm cái này để mình kiếm sống nên mình phải mua VPN trả phí mình xài thôi, cho mình không có xài miễn phí được. Tại vì miễn phí là giới hạn băng thông, rồi giới hạn cái dung lượng mỗi ngày, mình không có thể nào sử dụng được đó. Thì mình còn có làm một video so sánh tốc độ upload giữa VPN VPS và Rosy rồi nha. Nhưng mà hồi đó là cái Rosy mình sử dụng nó rất là chậm, nhưng mà Rosy sau đây thì nó nhanh hơn một xíu rồi. Mình các bạn có lẽ lục kênh của mình để xem lại. Và khi mà sử dụng VPN thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn và nhiều mức giá khác nhau. Thì ví dụ như trên này thì mình hay sử dụng sục sạc và nó, và trong số team mình thì có một số ông sử dụng Ethernet và HMA thì cũng có một số ông sử dụng nhé. Đó, thì các bạn có thể kết hợp một lần nhiều cái VPN được nha. Một cái các bạn cài ở trong máy tính và một cái các bạn cài lên trình duyệt, tức là các bạn lồng hai lớp đó thì nó đỡ bị dính quốc gia hơn. Và bây giờ là tại cái nhược điểm. Thì nhược điểm là nó dễ bị trùng là cái IP cũ, tức là bạn mua một cái tài khoản, ví dụ như bạn lock bạn sử dụng VPN ở Đức, ở Sinh hoặc là ở Philippines chẳng hạn, thì các bạn sử dụng lại thì nó dễ bị trùng cái địa chỉ IP nhá. Đó, và dễ bị nhảy quốc gia về Việt Nam. Tức là nếu mà cái mạng internet của bạn không ổn định, hoặc là các bạn lựa chọn là auto kết nối về Việt Nam rồi chẳng hạn, auto kết nối về tốc độ nhanh nhất đó, thì nó hay kết nối về Việt Nam. Thì nếu mà các bạn xài VPN thì các bạn tắt cái auto kết nối về tốc độ nhanh nhất đi nhé. Đó, và một số VPN hỗ trợ ít nước và VR tức là cái nhược điểm thứ ba là một số không phải cái VPN nào nó cũng hỗ trợ nhiều nước. Tức là ví dụ như có một số VPN nó không hỗ trợ
Philippines chẳng hạn, thì ví dụ mình mua Philippines nhưng mà cái VPN nó hỗ trợ thì mình không có xài được đó. Thì mà các bạn phải xem thử là cái VPN mình hỗ trợ được nào, rồi sau đó mình mua via theo VPN được đó. Rồi tiếp theo là giải pháp là Roxy. Roxy thì mình tức là nó cái định nghĩa này mình cũng copy ở trên Google luôn, tức là các bạn cài Roxy vào ở trên trình duyệt hoặc là cài vào setup Roxy cho máy tính cũng được. Mình đã có hai video hướng dẫn về sử dụng Roxy trên trình duyệt và sử dụng Roxy cho Win 11 đó nha. Thì Roxy tức là ví dụ như các bạn sử dụng Roxy ở trên trình duyệt, thì khi các bạn sử dụng trình duyệt đó nó bắt buộc phải sử dụng cái địa chỉ IP đó, nên nếu mà không đúng địa chỉ IP của Roxy thì nó chặn, nó không cho mình kết nối với internet đó. Thì đó là cái lý do mà nó dẫn đến cái ưu điểm là ít khi bị dính tắt kiểm tiền quốc gia nha. Tại vì nếu mà các bạn vào mạng, vào Facebook mà bằng cái địa chỉ IP khác thì nó sẽ không có kết nối được, bắt buộc phải vào bằng cái IP 4. Thì mình khuyến nghị các bạn nên xài Roxy mà IP 4 nha, tại vì IP 6 nó có rất là nhiều nhược điểm đó. Thì cái ưu điểm thứ hai là, thì ưu điểm đầu tiên là cái mạng của bạn chỉ có một địa chỉ IP duy nhất và không bao giờ bị thay đổi IP nha. Và nó sẽ dẫn tới cái ưu điểm thứ hai là VA của bạn ít khi bị chặt bói, tức là tại vì bạn cứ sử dụng một cái IP đó nên cái VA nó ít bị chặt bói lắm. Và cái địa chỉ Roxy là các bạn hỗ trợ nhiều quốc gia, tức là các bạn sử dụng cái Roxy nào thì các bạn mua Roxy ở quốc gia đó thôi. Và cái ưu điểm thứ tư là chi phí sử dụng vừa phải, tức là nếu mà IP 4 nó thì một tháng một Roxy có khoảng 1.7 tới 2 đô nha. Thì còn nếu mà IP 6 thì nó rất là rẻ, nhưng mà nó cũng có một vài nhược điểm đó. Và cái ưu điểm tiếp theo là mỗi VA được sử dụng một địa chỉ IP duy nhất đó. Thì ví dụ như mình không có bị trùng lập cái địa chỉ IP giữa mấy cái VA với nhau. Mà cái thứ năm là khá dễ sử dụng, tức là các bạn là cái Roxy Helper mình có là vì làm video hướng dẫn rồi, nên các bạn coi video là các bạn làm được rồi, nó không có gì về khó khăn hết. Mà cái thứ sáu là hiếm khi bị tắt kiểm tin quốc gia, tại vì nó khi mà các bạn bị rớt mạng, bị rớt mạng hay là trục trặc gì đó thì nó không có vô được mạng đó, nó cái Roxy nó chặn lại. Khi nào các bạn vô mà đụng cái địa chỉ Roxy thì nó mới rớt mạng lại, kết nối lại được nhé. Và cái nhược điểm là mỗi lần mà các bạn lock VA thì các bạn phải tốn tiền thêm mua Roxy và sử dụng. Ví dụ như một tháng mà cái bẫy đó vẫn còn kiếm tiền được thì các bạn phải tốn thêm tiền duy trì Roxy nha. Đó. Và đa số Roxy là khá chậm. Thì hồi cái Roxy hồi trước mà mình sai là nó chậm rù úp một video có khi mấy tiếng mới xong. Nhưng mà mình bữa nay mình sử dụng cái Roxy mới, tốc độ nó nhanh lắm. Thì các bạn có thể vào cái video này giới thiệu Roxy tốc độ nhanh gần bằng VPN luôn nhé. Thì cái Roxy này tốc độ nó nhanh lắm. Đó, thì các bạn thì mình chủ yếu là mình để hai cái nhược điểm vậy thôi, còn Roxy nó là cũng ít nhược điểm lắm. Và VPN là gì thì cái này định nghĩa do mình nghĩ ra nhé, tức là giống như các bạn thuê một cái máy tính ở nước ngoài vậy đó, rồi xong là cho nó dễ, rồi các bạn ở Việt Nam các bạn kết nối qua cái máy tính đó rồi các bạn xài thôi. Và cái ưu điểm của VPN là tốc độ internet rất là cao, tức là giống hồi xưa mình xài VPN Google up một cái file chỉ cần vài giây là xong thôi đó, và hầu như không bao giờ bị dính lỗi quốc gia, tại vì cái máy tính của mình đang ở cái nước đó. Ví dụ như bạn thuê VPN Google ở Đức thì cái máy tính của bạn là đang ở Đức thì không có thể nào dính quốc gia, trừ khi cái VA của bạn bị dính sẵn nhé. Và các bạn có thể treo VA 24/24 thoải mái, không bao giờ bị gì hết. Và các bạn có thể dễ dàng truy cập, tức là cái cách
setup thì nó khó, nhưng mà cái cách truy cập thì nó dễ, các bạn dùng remote để tỏ các bạn bấm kết nối là được. Đó. Thì nhược điểm thì các bạn phải run công nghệ thì các bạn mới setup được nhé. Thì tại vì mà các bạn phải tạo một máy tính rồi các bạn phải biết cách thiết lập cài cho ROM cho được này nào, tức là nó cũng khá là phức tạp so với những cái giải pháp còn lại, và chi phí cao. Hồi trước mình xài VBS Google một tháng tới gần 4 triệu, còn mấy đợt bẻ thì không sao, và không bẻ kể mình chán mình vô mình remove luôn đó. Và cái nhược điểm thứ ba là các bạn phải chuyển file từ cái máy tính của bạn, sau khi các bạn render video ở máy tính xong thì các bạn phải đưa cái video đó đưa cái file đó lên trên cái VBS xong rồi mới up được, thì nó cũng khá là phức tạp, và đôi khi bị mất kết nối nếu mà các bạn sử dụng VBS Google thì nó rất đắt, nhưng mà sử dụng những cái VBS khác thì đôi khi nó lại không ổn định đó, thì nó chạy thì nó bị lỗi hay là nó bị reset VBS gì đó. Nói chung là và lại cái thứ tư là mình không có an tâm bằng sử dụng ở trên máy tính của mình nhé, tại vì dữ liệu mình lock in trên VBS thì mình sợ VBS nó bị mất hay là gì đó, thế nào không an tâm bằng. Thì vậy là cuối cùng là mình chọn giải pháp nào, thì mình đã từng thử VBS gần nửa năm và tốn kém tiền bạc, rồi sau đó mình quyết định không sử dụng VBS nữa, mà mình hiện tại mình sử dụng Rosy kết hợp với Success. Thì hồi trước mà cái Rosy kia nó chậm á thì mình không có sử dụng, thì bữa nay Rosy này nhanh thì chắc đa số là mình sử dụng Rosy. Và Success thì ví dụ như VPN thì lâu lâu mình cũng sử dụng, mình cần upload nhanh mình sẽ sử dụng, tại vì mình sợ là bị tắt kênh tin quốc gia, với là bây đang đề xuất mà bị tắt kênh tin quốc gia thì rất là uổng. Còn bạn thì các bạn tự quyết định theo ý kiến của các bạn nhé, các bạn tự quyết định cái giải pháp mà mình sử dụng. Thì tại vì mình chỉ phân tích cho các bạn thấy là ưu nhược điểm của mỗi thằng thôi, còn thằng nào mà các bạn muốn sử dụng thằng nào thì các bạn tự quyết định sử dụng của các bạn đó. Thì mà tất cả những hướng dẫn sử dụng VPN và Rosy mình đã có quay ở trên kênh rồi đó. Thì bạn nào cần thì các bạn lục lại các bạn xem đó. Còn mình VPN thì mình không có hướng dẫn, tại vì mình nghĩ thì nó hơi phức tạp so với những người dùng mà mới bắt đầu vào nghề nhé. Rồi hoặc là các bạn muốn sử dụng VPN thì các bạn lên Google, các bạn kiếm có rất là nhiều video hướng dẫn. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, mình sẽ kết thúc video ở đây.